Nhằm hỗ trợ các thành viên hộ nuôi cá vượt qua khó khăn trong thời điểm hiện nay, Hợp tác xã Thủy sản Hạ Lễ, huyện Ân Thi đẩy mạnh liên kết trong các khâu sản xuất, tiêu thụ. Hiện nay, Hợp tác xã đang áp dụng việc mua chung vật tư, thức ăn chăn nuôi hoặc nguyên liệu để tự chế biến thức ăn cho cá, đã tiết kiệm được từ 10 đến 20% chi phí đầu tư. Đặc biệt do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, vấn đề đáng lo ngại nhất của các hộ nuôi thả chính là khâu tiêu thụ. Tháo gỡ khó khăn trên, Hợp tác xã Thủy sản Hạ Lễ đã đứng ra bao tiêu cho các thành viên, thậm chí cả những hộ nuôi liên kết với Hợp tác xã. Được biết, tính riêng năm 2021, Hợp tác xã cung cấp ra thị trường trên 300 tấn cá các loại, doanh thu đạt trên 13 tỷ đồng. Trong đó, các hộ như Nguyễn Văn Thịnh, Hoàng Văn Hưng, Hoàng Văn Anh thu được trên 500 triệu đồng một năm. Với việc chủ động mở rộng thị trường, tìm kiếm đơn hàng, Hợp tác xã hiện có đủ năng lực là cầu nối hỗ trợ các thành viên yên tâm hơn trong sản xuất.